Kính quý vị, thủ lĩnh du kích FARC bị quân chính phủ Colombia hạ sát, tin từ Bogota, Choco, San Vicente del Gaguan, Colombia. Nguồn tin quân sự hôm thứ Hai, 9 tháng 3 cho hay, Suarez, lãnh tụ phiến quân FARC đã bị giết chết trong cuộc giao tranh với lực lượng chính quyền Colombia tại một khu rừng ở vùng Tây Bắc nước này. Cuộc giao tranh này là một phần của cuộc hành quân tấn công phiến quân của chính phủ, bất chấp tuyên bố đơn phương ngừng bắn của tổ chức du kích từ tháng 12 vừa qua, khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Cuba. Nguồn tin này nói rằng, cuộc giao tranh vừa qua đã làm Jose David Suarez, tư lệnh thứ 57 của mặt trận lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC thiệt mạng. Ông này bị tố cáo đã tổ chức buôn lậu ma túy cho tổ chức nổi dậy tại vùng biên giới Panama. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Colombia nói trong một thông báo rằng, quân đội của ông hợp tác với cảnh sát quốc gia đã đánh một đòn quyết định và tổ chức buôn lậu ma túy, giết chết thủ lĩnh của FARC và là một trong các trùm buôn lậu ma túy tại vùng Tây Bắc Colombia. Ông này bị giết chỉ 2 ngày sau khi chính phủ Colombia và FARC đạt đến thỏa thuận tại Cuba sẽ thu hồi mình trong các vùng núi non rừng rậm ở Colombia, một bước đi vững chắc đầu tiên cho một cuộc thương lượng hòa bình để làm giảm căng thẳng trong vùng. Đây là cuộc chiến tranh dài nhất châu Mỹ Latin đã làm chết 220.000 người và buộc hàng triệu người phải di tản trong hơn 50 năm qua thủ lĩnh Suarez đã hoạt động hơn 36 năm qua trong lực lượng du kích gồm 8.000 tay súng, bị tố đã dự phần tấn công một thị trấn làm chết 79 người hồi năm 2002.